Chào mừng chị trở lại kênh Tâm Đức Xe Cộ. Hôm nay sẽ nói cho anh chị một xe Twitter, mà con này là phiên bản bên em vừa lắp lên nha anh chị. Thì con này nó có cái phiên bản nó màu xám lông chuột nè, còn cái khung nó sẽ là cái khung G10 đây, nó sẽ có cái chữ G10 đây nè anh chị. Khung G5 thì nó sẽ có cái sọc trên đây nha anh chị, nhưng đối với G10 nó sẽ màu, nó sẽ trơn hết luôn, nó sẽ không có sọc. Còn về size thì con này hiện tại đang có size là 50 nè. Đây là bên em lắp lên cho những anh chị nào mà tầm 1m75 trở lên để có size lớn này để chạy. Thường những cái size này xe thùng rất là hiếm nha anh chị, nên là tụi em lắp cái size này nhằm cho những anh chị nào mà có chiều cao trên 1m75 và 1m75 74 trở lên là sẽ chạy được size này. Thì con này đang có chi phí là 35 triệu, nhưng mà 35 triệu này bên em sẽ lắp hoàn toàn hết luôn nha anh chị. Từ cái bánh nó là lẻ nè, khung lẻ nè, rồi ghi đông lẻ, cọc yên lẻ, tụi em lắp vô từng bộ phận như là bộ chuyển động luôn. Thì con này nó sẽ có là khung màu xám lông chuột rất là đẹp, và dây nó sẽ đi được đi âm hết anh chị. Nó được đi âm thì đây là một cái bảng màu mà anh chị nào mình thích màu tối á, lấy con này cực kỳ đẹp luôn đó. Cái bảng màu xám lông chuột có rất là nhiều anh chị thích. Còn về Twitter nó sẽ là màu đen anh chị, Twitter màu đen. Thì cái này size 50 thì đứng nó sẽ là 50 anh chị, còn ngang là 53 đó, đứng 50 ngang 53. Nên là anh chị nào cho 1m74-75 trở lên là chạy sẽ chuẩn cái size này. Phụ cũng sẽ là phụ carbon anh chị, phụ carbon cũng là màu xám lông chuột, và cọc yên cũng sẽ là cọc yên carbon thiết kế dẹp nè. Đó. Ở trên đấy thì Twitter G10 phiên bản xe gáp này nó sẽ trang bị là bô tan ghi đông carbon của Twitter luôn nha anh chị. Đó, này bên em sẽ lắp âm đi âm dây luôn, nên là về cái độ thẩm mỹ nó rất là đẹp. Đây anh chị xem nè, nó rất là khí đồng học nha, rất là khí đồng học. Thì trọng lượng con này đâu đó tầm 9 kg nha anh chị, 9 kg. Thì nói về cái khung Twitter á, thường người ta nói về xe gáp thì thường người ta sẽ đi là cái khung copy, nhưng đối với Twitter thì nó sẽ là chính hãng hết nha anh chị. Đối với Twitter á, là cái khung nó sẽ là chính hãng nè, cái di động nó cũng sẽ là chính hãng nè. Đó, thường là những cái thương hiệu như Pinagello, BNG này kia nó sẽ copy, nhưng đối với Twitter nó sẽ là chính hãng, nên là khi mà anh chị chạy với cái bộ khung Twitter thì cũng khá là yên tâm. Rồi, trên đây thì Twitter G10 phiên bản xe gáp này, bên em sẽ trang bị là một cặp tay lắc của Shimano 105 G7020. Đây là một cặp tay lắc dầu nha anh chị. Đó, con này đi phanh dầu nên sẽ trang bị là tay lắc dầu luôn. Nên là khi mà anh chị bóp hoặc là vận hành trên những cái cung đường trường rất là êm ái, nó rất là nhẹ, nó không có bị gích như những cái dòng thắng cơ. Rồi, dưới đây thì Twitter G10 phiên bản xe gáp này sẽ trang bị là ngàm thắng dầu của Shimano 105 G7070 anh chị, Japan VIA. Đó, thì cái đây là một cái ngàm thắng dầu. Thì cái nói về cái bộ thắng dầu này nó sẽ mắc hơn so với những cái dòng xe thắng cơ nha anh chị. Thắng cơ thì nếu mà lắp lên cái con này mà thắng cơ thì giá nó chưa tới 35 triệu đâu anh chị. Nhưng mà đối với hiện tại thì em thấy giá cực kỳ là tốt nha anh chị. Đó, hiện tại các dòng xe cực kỳ là tốt, nên là mấy cái dòng xe gáp này bên em cũng đang giảm giá cực kỳ là sâu. Còn với cái bản yên này sẽ là yên Eagleman. Đó, Eagleman rất là đẹp luôn, sẽ cũng có cái gánh nhỏ cho anh chị. Nó chạy nó sẽ thoáng hơn. Cọc yên carbon nè anh chị. Thì cái con xe này bên em sẽ lắp chung với cái vành Campagnolo nha anh chị, Campagnolo. Thì cái vành này sẽ là vành copy 11, còn lớp sẽ là lớp Maxxis, thông số là 700x23C. Đó, còn vành Campagnolo này sẽ là nước sơn nhám nha anh chị. Nó sẽ có hai bảng nước sơn bóng, nước sơn nhám. Thì cái con xe này bên em sẽ lắp là nước sơn nhám, và cái đầm sẽ là đầm bạc đạn. Đây, hai bên này nó cũng sẽ được titan lên, nhìn rất là đẹp nha anh chị, rất là đẹp. Còn cái màu nó sẽ được bọc cái màu carbon luôn. Đó, rất là xịn sò. Thì còn cái ngàm sau này cũng là cũng 105 G7020 luôn, ngàm dầu luôn. Rồi tiếp tục dưới này á, thì bộ chuyển động xe này sẽ trang bị dò dỉ 1.5 anh chị, thông số là 50-34. Còn cái giạc đĩa, cùi đề, cái clip và cái cộng sơn này đều là 1.5 G7000 hết. Một cấu hình mà cực kỳ chất lượng với cái tầm giá này. Đó, thì những cái dòng xe thùng mà hiện tại các dòng xe giá cực kỳ tốt nha anh chị, nên là mấy cái dòng xe gáp này lắp lên giá cũng phải tốt. Và khi mà anh chị mua những cái dòng xe gáp như này thì ra đường ít khi bị đụng hàng. Thì con này hiện tại giá là 35 triệu nè. Anh chị nào quan tâm hoặc là muốn gáp một con xe thì có thể liên hệ tới em. Bên em hiện còn cái khung Twitter nha anh chị, nên anh chị nào quan tâm thì liên hệ tới em để em gáp cho anh chị theo yêu cầu. Còn bây giờ xin kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì tạm biệt anh chị.